Đây nguyên con là dàn áo xe 110 của xe khách đặt. Đây cầm xe bò Vin. Nói chung con này là Vin hết nguyên con luôn nha các bạn. Đây Vin hết nguyên con. Nguyên tăng lan phục. Phục này nè. Đây bình xăng con lòng ép tăng đa, lòng ép tăng đa nha. Đó. Rồi sau phút sau phải nói chung là nguyên con Vin xe hải quan chính ngạch. Cái bô Vin luôn nha các bạn, bô Vin hàng mới nha. Bô Vin hàng mới. Nghe cái nổ máy hòa nhịp cũng giọng tiếng nồi nha. Đó. Rất rất đều nhỉ.